Các bạn, trên thế giới có hàng triệu người có vẻ bình thường giống như chúng ta. Nhưng như bạn đã biết, cũng có một số người không bình thường trên hành tinh này. Họ có những khác biệt so với người khác và họ là một bí ẩn đối với cả khoa học và y học. Trong video này, chúng tôi thu thập những câu chuyện của những người có siêu năng lực hay có một số hành vi bất thường gì đó. Mời bạn đến với video 10 người bạn sẽ không tin họ thật sự tồn tại. Zhang RuiFang. Ai cũng bắt đầu sinh ra, có những con người đột biến không phải là điều xa lạ đối với chúng ta. Sự đột biến đó là kết quả của các vấn đề về tâm lý hay có thể là do các chất độc hại trong bầu khí quyển, nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng từ việc hút thuốc hoặc các vấn đề về sức khỏe khác. Tuy nhiên, có những sự dị thường tồn tại mà thậm chí sinh lý học cũng không thể giải thích được. Cụ Zhang RuiFang sống tại làng Yi Long, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trở thành nhân vật nổi tiếng bất đắc dĩ với cái sừng trên trán. Sừng bắt đầu nhô lên hồi năm 2009 khi cụ Zhang đã ở tuổi 102. Khi được chụp ảnh hồi tháng 3 năm ngoái, cái sừng trên trán cụ Zhang dài khoảng 5 cm, nhưng sau một năm, giờ nó đã dài 10 cm. Và không chỉ thế, một chiếc sừng thứ hai cũng bắt đầu ở phần trán bên phải của cụ bà. Bạn không thể tưởng tượng được tại sao có điều kỳ lạ như vậy. Và thông tin thêm là hiện nay cụ Zhang vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Dean Karnazes. Từ một người bình thường đến những vận động viên Olympic, họ đều có những giới hạn chạy của riêng mình. Theo khoa học, giới hạn đó được quyết định bởi ngưỡng lactate trong cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy không dễ chịu nếu tiếp tục cố gắng chạy sau khi vượt qua ngưỡng đó. Chúng ta chắc hẳn đều từng trải qua cảm giác tim đập mạnh và thở hổn hển khi cơ bắp bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng căng cứng khi cơ thể không chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, có một người đàn ông chưa từng trải qua những điều ấy, đó là Karnazes. Karnazes là một vận động viên siêu nhanh người Mỹ. Ông không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Ông bắt đầu chạy khi tham gia đội bóng ở trường trung học, trong khi các thành viên khác trong đội chỉ chạy khoảng 15 vòng sân. Karnazes chạy 105 vòng trước khi huấn luyện viên bảo ông ngừng lại. Các nhà khoa học ở Mỹ đã thử sức chịu đựng của Dean Karnazes. Họ chỉ muốn thử nghiệm trong 15 phút, nhưng ông chạy trên máy chạy bộ trong hơn 1 giờ. Nhờ khả năng độc đáo ấy, Karnazes từng thực hiện 50 cuộc đua marathon trong 50 ngày. Ông có mối quan hệ không tốt với huấn luyện viên, nên từ đó ông bỏ việc chạy cho đến khi bước sang tuổi 30. Daniel Tammet. Daniel Tammet sinh năm 1979, người Anh, là người mắc chứng tự kỷ hay các rối loạn khác về thần kinh nhưng sở hữu khả năng hơn người. Một ngày nọ, anh trai của Daniel đã đặt một câu hỏi về phép nhân với hàng loạt con số cho anh như một trò đố vui. Chỉ cần chưa đến 10 giây, sau một thoáng nhắm mắt, Daniel đã có đáp án chính xác. Ngạc nhiên vì khả năng làm tính siêu phàm của Daniel, người anh trai đã hỏi Daniel thêm hàng loạt phép tính hóc búa khác. Kết quả cũng như lúc ban đầu, đều chính xác một cách kinh ngạc. Cha mẹ của anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng họ không muốn gây áp lực cho Daniel. Họ vẫn giữ im lặng để giúp anh có một cuộc sống bình thường. Năm 25 tuổi, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh Asperger, một dạng bệnh tự kỷ, làm hạn chế khả năng giao tiếp hoặc xây dựng mối quan hệ với người khác. Tuy nhiên, tạo hóa lại bù đắp cho Tammet những khả năng phi thường nhìn thấy những con số dưới hình dạng và màu sắc khác nhau. Không chỉ vậy, anh còn có khả năng tính toán và nhìn ra kết quả dưới dạng một bức tranh phong cảnh. Năm 2004, Daniel lập kỷ lục châu Âu sau khi nhớ và đọc ra chính xác 22.515 chữ số của dãy số pi trong liên tục 5 giờ. Kỷ lục được ghi nhận vào ngày 14 tháng 3 năm 2004. Trong tất cả các số, Tammet đọc ra không hề sai lấy một chữ số nào và anh cũng không phải nghĩ quá lâu trừ lúc dừng lại để uống nước và ăn chuối. Tammet còn thông thạo 10 ngoại ngữ khác nhau như Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha và chỉ cần một tuần để học và nói trôi chảy tiếng Ireland. Nhiều nhà chuyên môn Anh và Mỹ đã nghiên cứu bộ não kỳ lạ của Daniel và đi đến kết luận rằng anh có năng khiếu thiên bẩm thật sự chứ không phải là đọc thuộc lòng các con số. Slavisa Pajkic. Hàng năm đều có nhiều người bị điện giật và bị thương hoặc tử vong. Nhưng đối với Slavisa Pajkic không bao giờ lo lắng điều này vì anh được mệnh danh là người đàn ông ác quy. Anh đã có những màn biểu diễn thật ấn tượng như anh dùng tay cầm hai chiếc chổi nhúng vào cốc nước có mực nước cao 15 ml ở nhiệt độ 25 độ C và tập trung công lực để tăng cường dòng điện cho nước nóng dần lên. Ở giây thứ 45, nước bắt đầu sủi lăn tăn, lượng bốc hơi của nước tăng dần lên và sau 1 phút 37 giây, anh Slavisa Pajkic đã làm cốc nước đó sôi trước sự ngạc nhiên tất cả những ai có mặt tại sân khấu. Anh có thể thắp sáng một bóng đèn và làm 9 xúc xích chỉ trong vòng 6 cho đến 8 giây. Điều này nghe có vẻ vô lý và không tưởng nhưng đó là sự thật. Chiếc xúc xích được anh làm chín này ngay lập tức được kẹp với bánh mì và gửi tới vị giám khảo thưởng thức. Anh Slavisa Pajkic có một thời thơ ấu bình thường nhưng anh phát hiện khả năng đặc biệt của mình bắt đầu từ năm 17 tuổi. Vận dụng khả năng có 102 trên thế giới này, anh Slavisa Pajkic tích cực tham gia nhiều cuộc trổ tài khác nhau. Anh lập kỷ lục Guinness lần đầu tiên vào năm 1983 khi chịu được một luồng điện 20.000V. Kỷ lục thứ hai của anh được ghi vào năm 2003 khi làm nóng một cốc nước lên tới 97 độ C trong 1 phút 37 giây. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra chính xác vì sao anh làm được điều này. Jill Price. Jill Price, 42 tuổi, sống ở ngoại ô thành phố Los Angeles, Mỹ, có thể nhớ mọi chi tiết lớn nhỏ theo trình tự thời gian trong cuộc đời. Bắt đầu từ lúc cô lên 12 tuổi, không chỉ nhớ những sự kiện của cuộc đời mình, Jill Price còn có thể nhớ tấp tần tật mọi thứ xảy ra xung quanh cô, từ những thứ đã được phát trên truyền hình cho đến các sự kiện trên thế giới. Jill có thể trả lời mà không cần suy nghĩ, từ ngày tháng, con số đến cả một câu chuyện về các sự kiện như chiếc máy bay Concorde của Pháp rơi lúc nào và ở đâu, Oji Simpson bị bắt vào ngày nào, hay chiến tranh vùng vịnh bùng nổ lúc nào, vân vân. Và Jill Price nói, kỳ lạ lắm, không ai tưởng tượng được đâu, ngay chính mấy ông khoa học gia đang nghiên cứu trường hợp của tôi cũng không hiểu nổi. Với khả năng của bà ta khiến bà cảm thấy đau khổ vì có những thứ không cần phải lưu lại trong trí nhớ nhưng nó cứ chen chúc nhau trong tâm trí của bà than thở. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy bị kiệt sức. Chính vì điều này, trong 8 năm qua, bà luôn tìm tới các chuyên gia Đại học California và yêu cầu các nhà khoa học giúp đỡ. Amo Hadi nắm giữ kỷ lục Guinness với khả năng đặc biệt là hơn 60 năm không tắm, và ông được mệnh danh là người đàn ông bẩn nhất thế giới. Amo Hadi bắt đầu ngừng tắm từ năm 20 tuổi. Đến nay ông đã bước sang tuổi 80, nhưng trong ông vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật. Cậu ông Amo Hadi là một người vô gia cư sống tại làng Dedga, thành phố Faraban, tỉnh Fa, Iran. Sau cú sốc tỏ tình với một cô thôn nữ mình yêu mến và bị từ chối phũ phàng, ông Amo Hadi không còn hứng thú với sự gì trên đời. Kể từ đó, người ta thấy ông sống lang thang một mình, nhặt nhạnh những thứ để ăn và sống trong túp lều đá được những người hàng xóm xây cho. Món đồ quý giá nhất Hadi sở hữu có lẽ chính là chiếc tẩu thuốc làm bằng thép đã méo mó và cũ kỹ cùng với thời gian. Vì không tắm nhiều năm nên làn da của ông Amo Hadi phủ một lớp đất bẩn dày đặc như bùn. Ông cho rằng việc tắm rửa khiến ông bị yếu đi và từ đấy ông nói không với nước. Nhiều chuyên gia khuyên ông nên đi điều trị để giải quyết bí ẩn về căn bệnh của ông, nhưng ông cho rằng không cần thiết và ông hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Jaspreet Singh Kalra. Jaspreet Singh Kalra, 15 tuổi, sống tại thành phố Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ, nổi tiếng tại quốc gia này với biệt danh cậu bé cao su với khả năng uốn dẻo đáng kinh ngạc của mình. Jaspreet không quá khó khăn để có thể uốn cơ thể thành một hình tròn và bàn chân của cậu bé có thể chạm vào má của mình. Cậu bé cũng có thể uốn ngược về phía sau để phần trán chạm vào mông của mình. Được biết, Jaspreet phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình từ 4 năm trước khi cậu bé bắt đầu tham gia một lớp học yoga. Kể từ khi phát hiện khả năng uốn dẻo đặc biệt, Jaspreet đã tự tập luyện để phát triển khả năng của mình. Giờ đây thậm chí, Jaspreet còn có thể xoay ngược đầu mình 180 độ ra phía sau và xoay cánh tay của mình một vòng 360 độ đầy đủ mà không hề cảm thấy đau đớn hay gặp phải chấn thương nào. Mọi người hỏi tôi rằng có cảm thấy đau đớn hay khó chịu khi uốn dẻo hay không? Tôi không ngần ngại trả lời rằng mình chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ sự khó chịu hay đau đớn nào khi thực hiện những màn uốn dẻo. Kalra chia sẻ, nó như một sở thích của tôi. Tài năng của Jaspreet đã giúp cậu bé được vinh danh trong sách kỷ lục của Ấn Độ và biến cậu thành một ngôi sao tại trường học ở thành phố quê nhà Ludhiana, nơi cậu bé đang theo học. Nhiều bạn học đối xử với tôi như tôi là ngôi sao, nhiều người muốn gặp gỡ và chụp ảnh cùng tôi, Jaspreet hào hứng chia sẻ. Hiện tại, Jaspreet đang muốn biến kỹ năng đặc biệt của mình thành một nghề chuyên nghiệp trong tương lai. Mới đây, cậu bé đã tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Ấn Độ để thể hiện khả năng uốn dẻo của mình. Tôi muốn trở thành người uốn dẻo số 1 thế giới, Jaspreet chia sẻ về tham vọng của mình. Francisco Domingo Joaquim. Anh Domingo Joaquim đã được chính thức công nhận là người có miệng rộng nhất thế giới. Năm 2010, Tổ chức kỷ lục Guinness đã xác nhận anh chàng thanh niên 20 tuổi Francisco Domingo Joaquim đến từ Angola là người sở hữu chiếc miệng có kích thước rộng nhất thế giới. Kể từ khi còn là một cậu bé, Francisco đã nổi tiếng khắp nơi với chiếc miệng khủng của mình. Những lúc rảnh rỗi, anh chàng thường tự mình quay lại clip thực hiện các trò mạo hiểm như dùng bàn tay banh miệng rộng hết cỡ hay cho liên tiếp các vật cứng vào miệng khiến người xem rợn tóc gáy. Những clip này, sau khi được đăng tải lên trang YouTube, đã nhận được rất nhiều lượt xem và yêu thích từ cư dân mạng. Một trong số đó còn may mắn lọt vào tầm ngắm của các nhân viên trong tổ chức kỷ lục thế giới Guinness. Đến năm 2011, dị nhân da màu tiếp tục khiến khán giả kinh ngạc khi xuất hiện trong cuộc thi Big Mouth, chiếc miệng rộng, phát sóng trên truyền hình quốc gia Italia. Những thí sinh tham gia cuộc thi phải thể hiện khả năng nổi bật đúng theo nghĩa đen tên chương trình là nhét mọi thứ có thể vào miệng, từ chiếc đĩa, ly cà phê, chiếc chai lọ thủy tinh, vân vân. Kết quả cuối cùng, không ai có thể đánh bại được Francisco khi anh chàng ngậm vừa cả một lon Coca-Cola có thể tích gần 500 ml trong miệng. Francisco chia sẻ, anh vẫn sẽ tiếp tục đi biểu diễn khắp nơi với khả năng đặc biệt của mình sau khi kiếm được thật nhiều tiền cho gia đình. Kỷ lục gia trẻ tuổi hy vọng anh có thể được đến trường như những người bạn cùng trang lứa khác. Tim Ryland. Tim Cridland được biết đến với mệnh danh vua hành xác. Các cuộc kiểm tra khoa học cũng chứng minh rằng tim có thể chịu đựng sự đau đớn gấp nhiều lần so với người bình thường. Người đàn ông đến từ Mỹ này có thể đâm xuyên những que sắt dài tới 20 cm qua cổ họng của mình mà không hề hấn gì. Ông khiến nhiều người phải kinh ngạc khi có thể đâm những chiếc que xuyên qua rất nhiều bộ phận trên cơ thể như tay, miệng hay thậm chí là cổ họng và vẫn thản nhiên như không. Bên cạnh đó, Tim Cridland còn được biết đến với những màn biểu diễn rùng rợn khác như múa kiếm, đi trên lửa hay nằm trên giường đinh. Điều đặc biệt là Tim không cảm thấy đau đớn qua những màn tự hành xác của mình. Ông từng gia nhập đoàn chiếc Chim Rod và trở thành một trong những diễn viên làm nên lịch sử cho gánh xiếc này. Các nhà khoa học từng tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về người đàn ông kỳ lạ này. Theo Cridland giải thích, ông sử dụng năng lượng từ trí óc để chống chọi lại mọi sự đau đớn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng ông ta sở hữu một loại gen đột biến nào đó khiến khả năng chịu đau được gia tăng tới mức tối đa. Trước khi đưa ra được kết luận cuối cùng, họ vẫn cần thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về cơ chế sức chịu đựng sự đau đớn của ông vua hành xác người Mỹ này. Yi Long. Từ trước đến nay, võ thuật Thiếu Lâm vốn dĩ được biết đến qua các tiểu thuyết hay các bộ phim kiếm hiệp. Ở đó, Thiếu Lâm được thần thánh hóa với những tuyệt kỹ võ công khiến các môn phái khác phải khiêm nhường. Tàng Kinh Các được cho là nơi lưu trữ hầu hết tuyệt học võ thuật của Thiếu Lâm tự. Nhưng ít người để ý rằng những võ sư Thiếu Lâm bước ra từ môn phái truyền thống để thượng đài thường rất hiếm, thậm chí là không có. Nhưng Yi Long, một võ sĩ không phải Thiếu Lâm chính gốc, lại dám mang cả nền võ học đi chiến đấu với nhiều môn phái khác nhau trên thế giới. Đó là một điều đáng được tôn trọng. Năm 2007, lần đầu tiên cái tên Yi Long được vinh danh ở một giải đấu lớn, đó là chức vô địch Vịnh Xuân Quyền Phật Sơn, Quảng Đông. Anh đã bước đi trên chính đôi chân của mình với nghị lực phi thường của một người võ sĩ trẻ. Khi bước chân vào võ thuật đối kháng, Yi Long lần lượt chiến thắng võ sĩ người Nga Kaukasu Ego, tiếp đến là võ sĩ boxing David Haye. Vào năm 2013, Yi Long tiếp tục thắng Jin Mi Jong, nhà vô địch Taekwondo Full Contact thế giới người Hàn Quốc. Chính vì vậy, người dân Trung Quốc sùng bái Yi Long. Họ phong cho anh cái biệt danh đệ nhất Thiếu Lâm, cao thủ Thiếu Lâm. Họ ngưỡng mộ những gì anh đã làm và cái điều mà trước nay võ thuật Thiếu Lâm chưa ai làm được, đó là bước vào đấu đối kháng ở các võ đài trên thế giới. Biểu tượng Yi Long cũng cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Daily AZ. Hy vọng bạn không tiếc một like và cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách share cho bạn bè của bạn. Và bạn nhớ nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.